Sức khỏe chưa tốt thì bỏ thời gian ra để luyện tập. Tiền tài chưa đủ thì phải nghĩ cách kiếm. Đừng biến khó khăn của bản thân thành tức giận trút lên người khác. Điều đáng trách duy nhất chính là bản thân chưa đủ cố gắng mà thôi.